Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Hôm nay là mình có nhận được cái email từ cái tờ báo Orange County á. Nó nói về vấn đề ông Andrew Đỗ mâu thuẫn về quyền lợi và tài chính của công quỹ đó, để ông đưa cho con ông cũng như là những cái người thân hoặc là những người có liên hệ lợi ích á. Thì hôm nay là cái Orange County thì những người giám sát viên đó thì họ để quyết định những cái vấn đề đó. Thì mình xin đọc cái bài này. Đây là cái tờ Orange County này nó nói nè. Đây là bằng tiếng Anh thì mình chuyển ngữ qua bên Google cho quý anh chị em coi ha. Đó, ai muốn đọc tiếng Anh thì đọc. Giám sát viên của quận hôm thứ Ba đã bế tắc một đề xuất yêu cầu các nhà lãnh đạo và nhân viên hàng đầu của họ mở rộng các trường hợp liên quan đến mối quan hệ gia đình, yêu cầu tiết lộ và phê duyệt hợp đồng hoặc tiêu tiền. Cái nghĩa là khi mà đấu thầu đó thì phải cũng như là phải nói cho những người giám sát viên khác để mà cho cái những cái đấu thầu của cái tiền của quận hạt. Giám sát viên quận 2 Vincent Cemento đã đề xuất cải cách vào tháng trước sau khi có báo cáo rằng giám sát viên quận 1 Andrew Đỗ đã bỏ phiếu ký hợp đồng phụ với Trung tâm Sức khỏe Warner, một chương trình sức khỏe tâm thần mà không tiết lộ công khai con gái ông là một phần lãnh đạo của tổ chức. Báo cáo đầu tiên, thì mình bỏ qua cái phần chữ này cho quý anh chị em coi luôn ha. Đây là cái bài... Giám sát viên quận 2 thì mình cải cách vào tháng trước sẽ có báo cáo giám sát viên quận 1 Andrew Đỗ ký phiếu hợp đồng phụ với Trung tâm Sức khỏe Warner, một chương trình sức khỏe tâm thần mà không tiết lộ công khai rằng con gái ông là một phần lãnh đạo của tổ chức như báo cáo đầu tiên của Layest. Đỗ cùng với các thành viên hội đồng quản trị khác đã bỏ phiếu trong 2 năm qua cho hai hợp đồng phụ có tổng trị giá lên tới 3.1 triệu đô la, bao gồm Trung tâm Sức khỏe Warner, một hợp đồng có giá lên đến 625.000 đô la và một hợp đồng khác có giá lên tới 2.5 triệu đô la. Và cả hai đều dành cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như mở rộng đường dây ấm áp của quận. LA List gần đây cũng đưa tin rằng Đỗ đã chỉ đạo 6.2 triệu đô la cho tổ chức phi lợi nhuận từ quỹ tùy ý của quận. Số tiền này có thể được giải ngân mà không cần một cuộc họp công khai. Đỗ có mặt ở đó vào sáng thứ Ba để bắt đầu cuộc họp với giám sát viên nhưng đã rời đi gần hết thời gian, không quay lại lấy món hàng chính sách. Văn phòng của ông đã không trả lại nhiều yêu cầu bình luận. Trước đó, ông Đỗ khẳng định ông không có hành vi sai trái nào. Không có anh ta có mặt để bỏ phiếu. 4. Giám sát viên còn lại chia nhau tỷ số 2-2 về đề xuất Cemento và giám sát viên quận 5 Katrina Foley ủng hộ. Giám sát viên quận 3 Don Wagner và giám sát viên quận 4 Dodd Chaffee phản đối, cần phải có đa số phiếu để thông qua chính sách. Đề xuất của Cemento sẽ bổ sung thêm hướng dẫn về việc dự án tùy ý theo chính sách của quận. Trong đó sẽ yêu cầu cung cấp thêm thông tin về chi tiêu tiền của quận cho công chúng. Mỗi người giám sát được phân bổ kinh phí cho quận tương ứng của họ và họ có thể chi tiêu theo mình. Chính sách mới cũng đã bảo đảm rằng nhật ký về việc các quỹ tùy ý sử dụng sẽ được đăng lên trang web của quận vào cuối
mỗi quý, và nếu có mối quan hệ gia đình chặt chẽ, dự án sẽ phải được những người còn lại trong quận phê duyệt. Chính sách xung đột lợi ích của quận tuân theo luật tiểu bang, trong đó quy định các quan chức nhà nước không thể đưa ra các quyết định có lợi về mặt tài chính cho con chưa thành niên của họ, nhưng nó không đề cập đến con cái đã trưởng thành. Đề xuất chính sách của Cemento lần đầu tiên được đưa ra tại cuộc họp ngày 19 tháng 12, nhưng các thành viên hội đồng quản trị khác lo ngại về một số ngôn ngữ. Giám sát viên và chánh văn phòng của họ sẽ phải tiết lộ công khai mối quan hệ gia đình và biết với bất kỳ ai xin giấy phép hoặc hợp đồng với quận theo đề xuất của Cemento. Mối quan hệ gia đình có nghĩa là mối quan hệ máu mủ, nhận nuôi con, hôn nhân, quan hệ vợ chồng và chung sống. Dự thảo ban đầu của ông xác định những mối quan hệ này là ông bà, ông bố, chú dì, cháu trai, anh chị em họ đầu tiên, vân vân, nhưng được đơn giản hóa chỉ bao gồm cha mẹ, anh chị em, vợ chồng và con cái. Nó cũng được thu hẹp trong phiên bản cuối cùng để chỉ là những người giám sát và chánh văn phòng của họ, không phải tất cả các thành viên trong đội ngũ nhân viên của họ. Warner và Chaffee cho rằng những thay đổi chính sách được đề xuất là không cần thiết, chỉ cần làm theo chính sách của nhà nước là đủ. Ý tưởng rằng chúng tôi đang sửa chữa bất cứ thứ gì, Warner nói, không có ở đây với điều này. Đó đúng hơn là sự chỉ trích của một đồng nghiệp, người mà bất kỳ ai trong chúng tôi cũng có thể đã làm điều đó khi khác biệt, nhưng tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng không làm gì bất hợp pháp. Cemento cho biết ông không ngạc nhiên về quyết định này. Cemento nói, tôi đã đoán trước rằng sẽ có sự phản đối vì tôi biết rằng rất nhiều quy tắc và thông lệ này không được hệ thống hóa. Chúng chỉ đơn thuần là những hình mẫu thực hành và mà thôi. Điều chúng tôi muốn làm hôm nay là cho chúng trở nên minh bạch, rõ ràng và công khai với công chúng. Khi được hỏi liệu đổ có liên hệ với văn phòng của ông về đề xuất chính sách của mình hay không, Cemento cho đổ biết đã gửi đề xuất sửa đổi ngôn ngữ mà Cemento đồng ý, nhưng cả hai chưa bao giờ gặp nhau. Trước cuộc họp của giám sát viên, các tổ chức cộng đồng, Việt Rice, Viện Công bằng Kinh tế và Nhập cư, Cảng và Quỹ Tư pháp quận Cam đã tổ chức họp báo kêu gọi ông Đỗ từ chức cũng như điều tra và kiểm tra hành động của ông. Ông Vincent Tròn, một giám đốc tổ chức Việt Rice, cho biết giám sát viên Đỗ đã xâm phạm lòng tin của công chúng, lạm dụng tiền đóng thuế bằng cách sử dụng chức vụ và quyền lực chính trị của mình để làm giàu cho bạn bè, gia đình và các nhà tài trợ. Sự thiếu tin tưởng vào các thể chế chính trị và các quan chức được bầu của chúng ta bắt nguồn từ nhiều thập niên quản lý yếu kém, các vụ bê bối tham nhũng. Đây chỉ là một trong những ví dụ trắng trợn về tham nhũng. Một chính sách được cập nhật sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho tính minh bạch, công khai, Cemento nói, nhưng nó cũng sẽ giúp các thành viên hội đồng quản trị với ông có nhiều thông tin hơn khi đưa ra quyết định. Ít nhất chúng tôi đang hỏi những câu hỏi chưa từng được hỏi, Cemento nói. Đây là những thực tiễn và khuôn mẫu đã được áp dụng trong một thời gian rất dài, và thật không may có một sự không sẵn lòng, gần như bị vôi hóa, chấp nhận cách mọi việc đã được thực hiện mà không có bất kỳ nỗ lực phối hợp và thiện chí nào để nói làm sao có thể. Chúng ta có cải thiện được lòng tin của công chúng không? Thì ngày hôm qua cũng có cái bài là một cái liên hiệp nhiều tổ chức cũng như là những người dân ở quận Orange County, họ đã ký lên một cái thỉnh nguyện thư để yêu cầu Andrew Đỗ từ chức về vấn đề tiền bạc. Nó lem nhem tới ông ta dùng cái chính trị của ông để cho những cái người thân cũng như đấu thầu á, mà để có hưởng lợi. Thì cái này nó cũng nhắc tới những người mạnh thường quân, cái người ủng hộ đó, thì ví dụ như ông cái thương xá Phước Lộc Thọ đó cũng nhận được cỡ $400,000
cái vụ Covid để sửa cái phần sau của cái building gì đó, cái cửa đó. À, rồi bên Westminster thì thành phố Westminster thì không có dính dáng như cái này, thì cũng cho ông cái thương xá Phát Lộc Thọ đâu là bao nhiêu triệu đô la đó để mà xây lên rồi cái parking lot, để mà lấy cái tiền của người đóng thuế người dân để chuyển qua cái tiền cho một tư nhân như vậy. Thì ông chủ mà của Phước Lộc Thọ đó, những người chủ đó thì họ có thể là lấy tiền đó để trả lại cho những người làm chính trị mà để đưa những cái số tiền lợi đó nó đưa qua đưa lại đó. Thì vấn đề mà cộng đồng Việt Nam mình ở dưới Nam Cali thì nó lộn xộn rất là nhiều vấn đề là dân cử đó. Những dân cử thì dính dáng tới cái những cái điều lem nhem rất là nhiều. Đó là một cái tệ hại của cái cộng đồng người Việt Nam mình, mà cái quận Cam đó là cái nơi thành phố đó dùng đó là cái người Việt tị nạn rất là nhiều. Vấn đề chính trị cờ đỏ cờ vàng thì tùm lum tà la hết. Cũng như những người chính trị mà không phải cái nhóm ở Westminster, những cái nhóm khác thì cũng có dính dáng những cái điều không có tốt lành lắm. Ví dụ như ông Bùi Phát thì ông cũng có liên hệ với cộng sản gì đó đưa lên, thì ông có minh đính chính lại đó, thì mình nghĩ là cái điều đó là ông có cái sự liên hệ chứ không phải là không. Thành ra cái người dân cư dân ở quận Orange County cũng như là cái thành phố Westminster thì nên, nếu mà có cơ hội thì nên recall những cái người mà tuyên dương cờ đỏ mà liên hệ tới đó, giống như ông Charlie Nghĩa Mạnh Trí cũng như là ông Nam Quang, nên làm cái việc đó. Hoặc là kỳ tới thì sẽ không có bầu nữa, nhưng mình còn lại 3 năm nữa mà để mấy người đó ngồi ở đó làm việc á, thì cái cộng đồng Việt Nam nó rất là mệt mỏi với những cái người này. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị anh chị em.